Hello Chi Chi. Chị chào các bạn cô chú. Chi đi đâu đây? Holiday. Chi đi chơi. Chơi. Ba chị tối qua đi công tác tới 1 giờ mấy mới. Xin chào công bác cô chú. 1 giờ mấy sáng mới về tới nhà hả cô chú anh chị? Là sáng nay vậy đi sớm nhưng mà anh mệt quá cho nên là chơi. Ngủ hơi trễ đó mọi người. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi sẽ bắt đầu đi. Thì đi đến đó chưa đến 2 tiếng nữa cô chú anh chị. Tired, huh? Sáng nay cả nhà Kim đang đi đến thành phố York hết cô chú anh chị. Từ nhà Kim ở Liverpool mà đi lên York là khoảng 1 tiếng 40 phút đó mọi người. Khoảng 150 km hả cô chú anh chị. Cả nhà Kim đã đến thành phố York rồi hả cô chú anh chị. Thì trước khi mà đến đây á, là Kim đã hỏi chị Google rồi mọi người. Tại vì em Chi Chi là có 1 tuần được nghỉ học đó. Chồng Kim có hỏi là muốn đi đâu thì Kim đã hỏi chị Google là top những cái thành phố mà nên đến thăm khi đến Anh hả mọi người. Thì York là một trong top 10 thành phố mà mình nên đến thăm khi mình đến Anh hả cô chú anh chị. Vì đây là giống như là một cái thành phố lịch sử trải qua hàng ngàn năm đó mọi người. Ở đây thì có rất là nhiều thứ hay ho để xem hả cô chú anh chị, giống như là có thành cổ nè, phố cổ, và có trước mặt Kim đây là một cái nhà thờ lớn, đây giống như là một thánh đường đó cô chú anh chị. Một chút nữa Kim sẽ mua vé vào đây tham quan hả cô chú anh chị. Thì nhà Kim chỉ ở đây có 1 đêm thôi mọi người, 1 đêm 2 ngày, tại vì Tony bận đi công tác đó, cuối tuần thì mới có thời gian đi. Nhà Kim đã mới mua vé vào tham quan cái nhà thờ này hả cô chú anh chị. Thì nhà thờ này còn có tên gọi là York Minster hả mọi người. Đây giống như là một cái nhà thờ chính trị rất là lớn cô chú anh chị. Giống như là một thánh đường vậy đó mọi người.
Đây cũng là một cái văn phòng cao thứ ba của giáo hội Anh. Ở Anh thì đạo Công giáo, đa số là người ta đạo Công giáo hả cô chú anh chị? Nhà thờ này được xây dựng và thành lập đã hơn ngàn năm rồi cô chú anh chị, đã trải qua rất là nhiều lần sửa chữa, đã trải qua nhiều lần bị hỏa hoạn nè, được sửa chữa rất là nhiều lần rồi cô chú anh chị. Vẫn còn rất là đẹp cô chú. On the fire. No, hold it like that. That's it. Hold it closely. Be careful. Hold it a little bit. Okay, and then put it on there. Put it on there. There you go. Make a wish. What do you wish for? Wish for something nice that you would like to happen in your life. But don't wish for a brother or sister because that ain't gonna come true. What do you wish for? Nhà thờ này rất là lớn hả cô chú anh chị, có chiều dài đến 160m mọi người, chiều rộng là 68m, chiều cao là lên đến 30m lận cô chú anh chị. So God can have some pennies. So God can give. Father, we will sit here and praise. We go in there, let's see what in there too. Can you look at these? What are they? Chị đợi mẹ nữa chứ đi, hồi chị get lost. Let's go chị. Đi kiếm ba cái bà đã mất tiêu rồi. Rồi đã đi đào đây kìa chị kìa. Wasn't for the 10 years I had there, wouldn't have got the job in charge. Wait.
Đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm của cái nhà thờ hả cô chú anh chị? Kim ra đây xem có gì mua không, nhưng mà thật ra cuối cùng là Kim không có mua cái gì hết trơn á. Mà em Chi là chọn được mấy món đồ luôn đó cô chú anh chị. I'm gonna tell my teacher that I got an angel. You're gonna class. Wear that one and at the party then? At school. The boy put it here. Let's get a fresh air now. You got a bath bomb with your name on it, look. Yeah. Lauren. Chị cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba. Và chị muốn đeo cho luôn không? Cái ba mở ra cho con. Look, it's Peter Rabbit, babe. I can see it. You're not cold with the jacket open? Busy doll here, Jay. Do you want to get out and see something? No, no, no. She can't wait. She's going to get lost. I love him. My volunteers will stop notes. Alfie, you look like a great kid. Keep up the good work. This is my finale. This is my goal. Please give generously, but most importantly, take care of each other. Thank you for watching. God bless. Go into your weekend knowing you have nothing at all. Đi vòng vòng một hồi là đến giờ ăn trưa hả cô chú anh chị. Cả nhà Kim đến đây ăn trưa. Đây là nhà hàng Tây đó mọi người.
Buổi chiều thì Kim có đặt bàn của ở một cái nhà hàng Việt Nam của chú anh chị. Kim muốn ăn món Việt. Khách sạn mình đặt ở đây là 3 giờ mới được check in đó mọi người, cho nên là đi đến sớm, xong rồi mình dành nguyên cả buổi sáng đi dạo đi ngắm thành phố. Chị có fish and chip hả cô chú anh chị? Cái miếng cá này quá trình to luôn nè, nhìn nè. Bự hơn cái tay mẹ luôn nè chị à. Oh my god. Bự quá trời luôn, Trang hết không? Oh, nhìn ngon quá, thơm quá chị ơi. You want to leave the chips in the bowl or do you want to put them on the plate? Yeah, I can just put them on the plate. Đây có một cái chợ trời hả cô chú anh chị, bán hoa quá trời luôn nè. Cái hoa cẩm tú cầu này hôm nay đã có bông rồi nè mọi người. Hoa hồng. Cái hoa này nhà Kim có nè ha. Một cái shop hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái nhà này giống cái nhà cổ của chú anh chị. Cái nhà này rất là thấp luôn, rất là lùng luôn đó mọi người, mà có 2 tầng, 3 tầng luôn. Ở trên cái nóc nhà đó là cũng có một cái ngăn, cái gác ở trên đó nữa đó cô chú anh chị. Nhỏ xíu là giống như nhà của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng đó mọi người. Đây giống như là một cái nhà cổ luôn rồi cô chú anh chị. Ở đây có một cái khu chợ trời nè, em thấy bán cũng rất là nhiều đồ. Đi qua đây, chị, lấy cô con. Ở đây bán hình in cô chú anh chị, bán tranh, tranh ảnh mà in chứ không phải là vẽ. Is that the fake one? Chị get out of pram chị. Ok chị, don't touch it. But come here, this way. Let's go. What food you got? Do you want some food? No. No. Okay. Your apple, tangerine, grape. Táo, táo này ngon lắm nè. Táo này ngon nè chị nè. Táo này ngon quá. Giòn lắm. Táo này giòn lắm. Em chỉ mua 2 trái táo thôi mọi người. Honey, Jay, follow me. Em đang đang hấp Gucci here. Let's go, Jay. Chị đông cho chị chị. Let's see what they got here, chị à. Cam lê dâu. Oh my god, cái dâu bự quá kìa. Chị có ăn dâu không? Nè cái này bự nè chị nè, the big one nè chị nè. Nè, that's the big nè. Oh my god.
You want it then? Hold it. That. Oh my God, that's her good. Let me see what else they got. Cái này là cái cải nè, không biết cái này ăn kiểu nào, Kim chưa có ăn luôn. Là có hoa tiso hả mọi người. Chi have to pay it here, Chi. Cái khoai tây này nhìn ngon quá, chừng nào khoai tây này tươi mà ngon. Hôm nay tôi thấy thật lúc good. Ở cái táo này bự quá cho luôn. Chị muốn ăn cái này, Chi? Chị ăn cái đó một cái thôi đúng không? Một cái dao thôi đúng không? Hôm nay có quầy cá đó mọi người. Bên đây mà nay cá. Để con coi quầy cá, trong này có cái quầy cá với con cá gì đây nè. Cá thì thường rồi. Không biết, không biết có cá tươi, không biết mà thường cá đông lạnh. Đây cũng có một cái quầy thịt nè mọi người. Thịt bò, thịt cừu, thịt heo. Now do you want to eat it? Yeah, it's a seashell. Yeah, that's a vỏ sò. Chi đông thích chị. Ở đây có cái hình gì trong đó, mấy cây nấm trong đó. Cắt vô con. Hả? Mẹ. Hả? Chơi. Yeah, I see. Chi come here, they got more here nè chị nè. Cái vỏ sò. I want to walk around here. All the way around. Là đang đi bộ trên một cái bức tường bao quanh thành phố không có chú anh chị. Bức tường rào. Đây là bức tường thành phố York ha cô chú anh chị, hay còn có tên gọi là tường La Mã. Những bức tường ban đầu được xây dựng vào khoảng năm 71 sau công nguyên. Ở Anh không những ở York mà có nhiều thành phố và nhiều thị trấn khác cũng có những cái bức tường bao quanh thị trấn và thành phố như thế này nè cô chú anh chị. Nó trải qua cả hàng ngàn năm rồi mọi người. It looks like some sort of school, honey, or maybe some sports facility. I don't know. I can't really see that. Can't really see that far from here. Too far away, even for my eyes.
Ở bên trong cái lâu đài này cũng không còn cái gì hết cô chú anh chị, chỉ là những bức tường thôi, bên trong là trống đó mọi người. Một chút nữa mình sẽ đi lên cao đó cô chú anh chị, đi lên trên, ở trên cùng đó là sẽ ngắm cảnh thành phố hết mọi người. Lâu đài này đã hơn ngàn năm rồi cô chú anh chị, cho nên là cũng nhưng mà ở bên này những cái bức tường đá này nè vẫn còn nguyên hết cô chú anh chị. Cái này ngày xưa là có đến mấy tầng nữa cô chú chị, có ở dưới cái tầng hầm nữa đó, rồi ở đây một tầng hai tầng nè. Cái lâu đài này cũng tương đối là nhỏ chứ không có lớn đó cô chú anh chị. Coi chừng nhớ lúc đau. Chị sáng nay đi quá trời nhanh luôn nè cô chú ơi. Đi bỏ ba mẹ một khúc chứ dây đợi con trơn lắm á chị à. Trời mưa trơn nhăn té đó nha. Nắm tay ba đi. Bức tường thành này dài tới 3,4 km lận hả cô chú anh chị, nếu mà đi bộ là khoảng 1 tiếng hơn đó mọi người. Đây được công nhận là bức tường thành bao quanh thành phố thị trấn dài nhất nước Anh hả cô chú. Bây giờ về khách sạn check in xong rồi sẽ đi ra ngoài ăn tối hả cô chú anh chị. Ở trên đây có một cái nhà hàng Việt Nam đó cô chú anh chị. Có bánh xèo tôm rất là ngon nè mọi người. Này là mực chiên. Bánh rán. Trời ơi trời, chị ăn con tôm này kìa. Một tô phở khổng lồ luôn cô chú anh chị. Honey, can I have some chopsticks please? Emily.